Hoan hỷ chào đón quý bác, anh chị đã đến với chuyên mục tử vi 12 con giáp trên kênh Minh Đường Tử Vi. Lời đầu tiên, thay mặt cho những người làm chương trình, xin được gửi lời chào, lời chúc tới quý bác, anh chị sức khỏe, hạnh phúc, bình an, vạn sự an khang, tấn tài, tấn lộc, giàu có và thành công thật nhiều trong cuộc sống của mình. Và quý cô bác, anh chị là lần đầu tiên đến với kênh Minh Đường Tử Vi thì hãy hoan hỷ đăng ký kênh, ấn chuông để đón xem được những video mới nhất mà 30 tập chương trình đăng tải, cũng như là thấy nội dung hay, hữu ích thì hãy like, chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Và quý cô bác, anh chị cũng đừng quên để lại ý kiến đóng góp ở phía bên dưới phần bình luận kênh Minh Đường Tử Vi. Chân thành cảm ơn quý cô bác, anh chị. Và trong nội dung video ngày hôm nay mà 30 tập chương trình gửi tới quý cô bác, anh chị, đó chính là nội dung như sau. Đón Tết hốt hết lộc trời, tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967, được thần tài báo mộng, trúng số liên tiếp, đổi đời đại gia, đón Tết 2024 âm lịch, an nhàn giàu sang sung sướng. Không còn khổ ải bất thành, hai tay rộng mở khoa danh tiền tài, tài cao tỏa sáng trên vai, bách niên giai lão lộc tài hanh thông, gia đạo lộc phất chờ mong, chín phần vượng phát cầu vồng giàu sang. Chào mừng quý cô bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967 đã đến và đồng hành cùng Minh Đường Tử Vi trong chương trình ngày hôm nay. Chúc quý vị luôn gặp vạn sự lành, tấn tài tấn lộc tấn bình an. Quý vị thân mến, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vậy sao chúng ta không gieo xuống những hạt giống của hạnh phúc trong nghịch cảnh? Mỗi buổi sớm tinh khôi Đinh Mùi sẽ mỉm cười đón ánh bình minh, khi hoàng hôn buông xuống lại thưởng thức sự mỹ lệ dưới ánh chiều tà. Bản mệnh Đinh Mùi hãy dành cho mình khoảng thời gian để thư giãn, dù cho bao bộn bề và những gánh nặng thử thách đang chờ đón Đinh Mùi phía trước. Minh Đường Tử Vi biết rằng, cô bác tuổi Đinh Mùi đã phải tìm đến video này, hẳn là cuộc sống của Đinh Mùi không được dễ dàng làm mấy. Quý cô bác Đinh Mùi thân mến, người hạnh phúc nhất chắc hẳn không phải là người có nhiều thứ, mà là người vẫn mỉm cười ngay cả khi trong tay không có thứ gì. Bởi vậy Đinh Mùi hãy luôn cảm thấy biết ơn, ngay khi cuộc sống này có gửi đến cuộc đời Đinh Mùi những điều bất như ý cô bác nhé, vì cuộc sống này vốn không hoàn mỹ. Bản mệnh Đinh Mùi hãy giang tay đón nhận tất cả những gì mà Đinh Mùi đang có, dù thuận lợi hay khó khăn, cũng đều là an bài tốt nhất của cuộc đời. Bởi vì dù muốn hay không muốn nó vẫn xảy đến với cuộc đời Đinh Mùi, vậy nên hãy luôn suy nghĩ tích cực và kiên cường bước tiếp cô bác Đinh Mùi nhé. Nếu có thể nghĩ được như vậy, cô bác dẫu có gặp nghịch cảnh thì con tim vẫn biết reo vui, trong cuộc đời đâu thể 10 phân vẹn 10. Nếu tâm của Đinh Mùi thay đổi thì thái độ của Đinh Mùi cũng sẽ thay đổi theo, thái độ thay đổi thì thói quen sẽ thay đổi. Và khi thói quen thay đổi thì tính cách của Đinh Mùi sẽ thay đổi, tính cách thay đổi thì cuối cùng cuộc đời của Đinh Mùi chắc chắn sẽ bước sang trang mới. Quý cô bác Đinh Mùi thân mến, người hạnh phúc không phải là người luôn thuận buồm xuôi gió, mà là người luôn kiên cường biết giang tay đón nhận, ngay cả đứng giữa bão táp phong ba. Khi có thể giang tay đón nhận nghịch cảnh, cô bác sẽ có thể mỉm cười trong bất cứ hoàn cảnh nào. Khi ấy bản mệnh Đinh Mùi có thể thả lòng thưởng thức trăm hoa đang trúng chín sắc xuân, tần ngần ngắm những cánh sen đang bàn bạc tả tơi của mùa hạ, đắm đuối trong sự đa tình và lãng mạn của mùa thu, hay hòa tan trong sự nồng hậu và bao dung khi đông về tới. Nay Minh Đường Tử Vi mới thấu hiểu một đạo lý đơn giản rằng, sinh mệnh vốn dĩ đã đầy sự nuối tiếc, vì nuối tiếc mới trở nên mỹ lệ, nhưng hiểu cách trân quý mọi nghịch cảnh, đón nhận mọi khó khăn, chúng ta sẽ có được cội nguồn vĩnh viễn của hạnh phúc. Minh Đường Tử Vi luôn ở đây để giúp đỡ và lắng nghe những câu chuyện của cô bác. Quý vị hãy đăng ký kênh và bình luận bên dưới video để gửi đến đội ngũ biên tập video một chút động lực giúp đời giúp người cô bác nhé. Và ngay bây giờ, không để cô bác anh chị phải chờ lâu thêm nữa, Minh Đường Tử Vi sẽ đi vào nội dung chi tiết, xin mời cô bác anh chị cùng lắng nghe. Trước tiên, hãy cùng tìm hiểu tổng quan tính cách, vận mệnh cuộc đời người tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Theo tử vi, người được sinh ra vào năm 1967, tuổi Đinh Mùi và thuộc mệnh thủy, thiên hà thủy, tức nước trên trời hay nước mưa. Nước mưa rớt xuống trái đất làm thực vật tươi tốt, đất đai màu mỡ, tuy nhiên không phải loại mưa nào cũng mang lại ích lợi, bởi dông bão hoặc mưa liên miên sẽ làm đất đai xói mòn, thực vật ngập úng, tác động đến cuộc sống của người dân, bởi điều đó người mệnh này cũng cần luyện tập chính mình, tu tâm dưỡng tính thì mới trở nên người có lợi. Về chủ đạo, người mệnh thiên hà thủy có đầu óc khôn ngoan, mang tính thời sự, vì hành thủy chủ trí lực, nước mưa từ trên trời rớt xuống nên nguyên là một loại nước sạch. Bởi điều đó bản mệnh đồng thời là người trang nhã, có phong cách làm việc nền nã, lịch thiệp, nếu tu dưỡng tốt mệnh sẽ trở thành những kẻ bao dung.
thích làm việc thiện, thích thú trợ giúp người nào đó mà không nhất thiết được báo đáp, có thể có nhiều cống hiến to lớn cho toàn xã hội. Bản tính của nước mưa là mỏng manh, nên người mệnh thiên hà thủy cũng mẫn cảm, trang nhã, giỏi chăm sóc cho chúng ta. Họ không phải là người quá năng nổ mà thường có nhiều tâm tình trong lòng, chỉ lúc đi sâu vào tâm hồn họ ta mới có khả năng hiểu hết được. Những người tuổi Đinh Mùi đa số hiền hậu, sống an nhàn, là luôn vui vẻ, thân thiện với mọi người, họ sống cho tập thể và những người thân cận. Không bao giờ ích kỷ, cũng không bao giờ làm những điều phải xấu hổ với lương tâm, họ sống giàu tình cảm và đầy lòng trắc ẩn, yêu thương con người. Bởi vậy những người tuổi này thường lựa chọn con đường sáng tác nghệ thuật để truyền tải những thông điệp yêu thương cho thế giới loài người. Tuổi Đinh Mùi là những người thiên về sống nội tâm, ít khi chia sẻ cảm xúc, tình cảm của mình cho người khác, họ tốt bụng, giúp đỡ người khác trong âm thầm, sẵn sàng cho đi mà không cần nhận lại. Điều mong ước lớn nhất đối với tuổi Đinh Mùi không phải là cuộc sống giàu sang, sung sướng, mà là một cuộc sống an nhàn, bình yên và ngập tràn tình yêu thương. Họ thích cuộc sống tự do, tự tại, thoải mái làm những điều mình thích mà không bị giới hạn điều gì. Bản chất tuổi Đinh Mùi khá ương bướng, những gì họ không thích làm thì không ai có thể bắt ép được. Tuy nhiên trong nhiều trường hợp, tuổi Đinh Mùi biết nhường nhịn đúng cách để không xảy ra mâu thuẫn, tranh chấp. Tuổi Đinh Mùi làm việc khá cẩn thận chậm chạp, vì vậy nếu những người yêu thích tốc độ sẽ không thể hợp tác làm ăn được với họ. Thậm chí tuổi Đinh Mùi ghét nhất là bị ai đó thúc giục, bắt phải vội vàng trong khi làm việc. Những người này có khá nhiều mối quan hệ rộng rãi trên các lĩnh vực trong cuộc sống. Bằng sự khéo léo và tài giao tiếp của mình, tuổi Đinh Mùi được người khác kính trọng, ngưỡng mộ. Họ là những người công tư phân minh, khi làm việc tuyệt đối sẽ không để tình cảm cá nhân ảnh hưởng đến công việc chung. Tuổi Đinh Mùi không thích là người đứng đầu, cũng không thích lãnh đạo ai. Không phải họ không có khả năng mà những người này dường như có xu hướng làm việc độc lập, an nhàn, không chịu được áp lực quá lớn của công việc. Gia đình mới thực sự là điều quan trọng nhất trong cuộc đời người tuổi Đinh Mùi. Họ dành nhiều thời gian để quan tâm, chăm sóc và yêu thương những người thân trong nhà. Những người này tuyệt đối không bao giờ có thái độ nóng nảy, tức giận để làm mất đi sự hòa hợp giữa mọi người trong gia đình. Tuổi Đinh Mùi ngay từ nhỏ đã được sống trong cuộc sống an nhàn, bình yên, ngập tràn tình yêu thương của cha mẹ. Càng lớn những người này càng dễ xúc động, đồng cảm với khó khăn của người khác. Bởi vậy họ không bao giờ từ chối giúp đỡ một ai, đi đến đâu có bạn, có yêu quý tới đó. Có đôi lúc, sự nhiệt tình tốt bụng của tuổi Đinh Mùi bị lợi dụng mà họ không hay biết. Tuổi Đinh Mùi đa số có cuộc sống an nhàn, bình yên. Tuy nhiên người ta thường cho rằng nếu sinh vào mùa đông, tuổi Đinh Mùi sẽ gặp nhiều khó khăn, vất vả hơn. Tuy nhiên, sự lương thiện, nhân hậu của họ luôn được đền đáp xứng đáng. Dù có gặp nhiều khó khăn nhưng tuổi Đinh Mùi sẽ nhận được sự giúp đỡ của mọi người xung quanh. Tuổi Đinh Mùi sẽ tìm được sự hào hứng, hiệu quả hơn nếu làm việc tập thể, bởi họ là người có tinh thần trách nhiệm cao, luôn sẵn sàng hy sinh lợi ích của mình vì người khác. Thế nhưng những nguyên tắc, luật lệ khắt khe của tuổi Đinh Mùi có lẽ sẽ khiến nhiều người không hài lòng. Khi giao tiếp với người tuổi Đinh Mùi, thay vì đấu khẩu, chỉ trích họ, bạn hãy lắng nghe những quan điểm, ý kiến ấy một cách chăm chú, nếu không muốn tuổi Mùi bỏ đi. Bạn cũng đừng cố gắng khai thác những thông tin riêng tư, đời sống tình cảm của họ, bởi những người này vô cùng khép kín, không bao giờ chia sẻ những bí mật của mình cho mọi người. Tuổi Đinh Mùi có nhiều thói quen tốt trong cuộc sống, họ ghi nhớ những kỷ niệm của gia đình vào một cuốn album ảnh, hay ngày sinh nhật của bạn bè vào một cuốn sổ tay. Người này không bao giờ quên những kỷ niệm ý nghĩa với ai đó, và họ sẽ tổn thương vô cùng nếu như không ai để ý tới mình. Họ hưởng thụ cuộc sống và làm những điều mình yêu thích. Đối với tuổi Đinh Mùi, quan trọng nhất là gia đình, thứ hai là bạn bè và thứ ba là công việc. Họ không bao giờ quên bữa tối thân mật cùng những người thân trong nhà, luôn là người đem lại niềm vui, tiếng cười cho gia đình mình. Tuổi Đinh Mùi cũng thích cùng bạn bè thân thiết đi du lịch đến những vùng đất mới mẻ, yên bình để hưởng vẻ đẹp của thiên nhiên và bầu không khí trong lành. Khi làm việc tập thể, dù không phải người đầu tiên đưa ra những ý tưởng của bản thân mình, nhưng họ luôn đóng góp những ý tưởng độc đáo, chính xác, đúng lúc, đem lại hiệu quả cao trong công việc. Trong mắt đồng nghiệp, tuổi Đinh Mùi là một người sáng tạo, nhiệt tình và đầy trách nhiệm. Sự đa sầu đa cảm nhiều lúc khiến tuổi Đinh Mùi rơi vào trạng thái bế tắc, khủng hoảng tinh thần. Họ buồn phiền vô cớ và không chia sẻ với bất kỳ ai. Tự tách mình ra khỏi đám đông và tìm đến những nơi yên tĩnh một mình. Ít ai có thể hiểu được những suy nghĩ, hành động kỳ lạ của người tuổi Đinh Mùi. Phụ nữ tuổi Đinh Mùi là con người của gia đình. Họ sẽ luôn dành những tình cảm yêu thương, sự quan tâm chăm sóc tận tình đến những người thân trong nhà. Họ đảm đang, tháo vát và biết khích lệ, giúp đỡ người chồng của mình đúng lúc. Sự khôn khéo ấy là nền tảng vững chắc để phụ nữ tuổi Đinh Mùi duy trì sự lâu dài trong mối quan hệ hôn nhân, gia đình.
Họ thích làm đẹp và sẵn sàng đầu tư một khoản tiền lớn để chăm sóc cho vẻ bề ngoài của mình, đứng giữa đám đông. Phụ nữ tuổi Đinh Mùi biết cách tạo ấn tượng tốt cho người khác ngay từ lần gặp đầu tiên, đó là lý do tại sao người này luôn có rất nhiều anh chàng theo đuổi, tán tỉnh. Phụ nữ tuổi Đinh Mùi có đời sống nội tâm phong phú, lãng mạn, nhưng họ cũng dễ bị tổn thương trong tình yêu. Họ sẵn sàng hy sinh bản thân mình, cho đi mà không cần nhận lại, chỉ cần đem đến niềm vui và hạnh phúc cho đối phương là đủ. Tuổi Đinh Mùi biết phát huy những ưu điểm của mình và khắc phục những nhược điểm. Họ giỏi trong việc thuyết phục người khác đồng tình với quan điểm của mình. Với nội tâm phong phú và con mắt nhìn xa trông rộng, tuổi Đinh Mùi thấu hiểu được tâm tư, tình cảm của người khác chỉ qua ánh mắt, hành động, cử chỉ. Nếu biết những ai đang gặp khó khăn, tuổi Đinh Mùi sẽ cố gắng làm mọi thứ để giúp đỡ họ. Tấm lòng nhân ái và tốt bụng không cho phép tuổi Đinh Mùi từ chối bất kỳ ai, bởi bản tính thương thiện, thật thà mà những người này thường gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Bạn sẽ ít khi thấy tuổi Đinh Mùi rơi vào tình trạng khó khăn hay có vấn đề nguy hiểm đến sức khỏe. Tổng quan tử vi tuổi Đinh Mùi 1967, năm 2024 âm lịch. Năm Giáp Thìn 2024 có mệnh hỏa, dựa trên thuyết ngũ hành, mệnh hỏa của năm tương khắc với mệnh thủy của tuổi Đinh Mùi. Thiên can Đinh bình hòa với thiên can Giáp, địa chi Mùi bình hòa với địa chi Thìn, như vậy được đánh giá là rất tốt. Vận trình tử vi tuổi Đinh Mùi 1967, nam và nữ mạng sẽ có nhiều chuyển biến tích cực, càng về cuối năm càng được thảnh thơi, thoải mái. Sự nghiệp trong giai đoạn này đã có chiều sâu nhất định và nền tảng vững chắc, phía gia đạo thì con cái đủ đầy, gia đình hạnh phúc. Năm 2024 này, cô bác tuổi Đinh Mùi sẽ cần chú ý đến sức khỏe, đời sống tinh thần nhiều hơn. Sức khỏe là tài sản vô giá quyết định mức độ hạnh phúc của tuổi già. Việc chăm sóc tốt cho bản thân không chỉ để cải thiện chất lượng sống, mà còn là cách đối xử tốt với con cái, gia đình. 1. Sao chiếu mệnh. Năm Giáp Thìn 2024, nam mạng Đinh Mùi có sao Thái Bạch chiếu mệnh trong hệ thống cửu diệu niên hạn. Đây là hung tinh chủ về hao tiền, sức khỏe, gặp sao này chiếu mệnh. Tuổi Đinh Mùi nam mạng nên chú ý gìn giữ sức khỏe bản thân, hạn chế nóng nảy, bớt lo toan công việc xã hội thì sẽ bảo toàn được những năng lượng tích cực, cuộc sống bình an hạnh phúc. Đối với nữ mạng, năm Giáp Thìn 2024, nữ mạng Đinh Mùi có sao Thái Âm chiếu mệnh. Đây là cát tinh trong cửu diệu, chủ về giàu sang, tài lộc, gặp sao tốt chiếu mệnh. Cuộc sống của nữ tuổi Đinh Mùi 1967 được vui vẻ, tốt đẹp. Trong khoảng thời gian này, mệnh chủ nên làm nhiều việc thiện, giúp người khó khăn, tích lũy phúc đức cho bản thân và gia đình. Bên cạnh đó, nữ mạng Đinh Mùi nên dành thời gian yêu bản thân nhiều hơn. Quý bà có thể niệm Phật sẽ tìm được sự bình yên nội tâm. Đọc sách để tìm kiếm thông tin hữu ích, đi du lịch để cuộc sống luôn mới mẻ, rộng mở và hạnh phúc. 2. Vận hạn. Nam mạng Đinh Mùi trong năm 2024 gặp hạn toán tận, chủ về hao tốn tiền bạc, tài sản. Để giảm trừ những tác động xấu của hạn này, mệnh chủ nên quản lý tài chính cẩn thận, không nóng vội trong mọi quyết định đầu tư, mỗi bước đi đều suy xét kỹ càng, không chi tiêu một cách bốc đồng thì mệnh chủ sẽ tránh được những khoản thâm hụt tài chính không mong muốn. Công việc hiện tại nên chú ý duy trì ổn định, làm việc rõ ràng minh bạch, tạo điều kiện giúp đỡ người khác một cách đúng đắn thì sẽ được hưởng phúc. Với nữ mạng, trong năm 2024 gặp hạn huỳnh tuyền, chủ về sức khỏe, tinh thần, vận hạn này nhắc nhở mệnh chủ nên tu dưỡng lời nói, từ bi hỷ xả. Nói những lời tốt đẹp thì gia đạo sẽ giữ được hòa khí và tinh thần đoàn kết, từ đó sẽ tránh được cảm xúc lo âu, muộn phiền. 3. Vận niên. Nam và nữ mạng tuổi Đinh Mùi năm 2024 gặp vận niên, long đắc vũ, tức là rồng làm mưa cho thiên hạ. Đây là việc thiện giúp đỡ người khác, vì thế sẽ đem đến cho mệnh chủ nhiều sự tôn kính, quý trọng từ những người xung quanh. Gặp vận niên này thì bản mệnh sẽ có uy tín vững bền, đưa ra được những lời khuyên giá trị và làm gương cho thế hệ sau. Trong tâm nuôi dưỡng cái thiện, làm việc thiện thì họa cũng được chuyển thành phúc. Tiếp theo sau đây là vận trình tổng quan tử vi Tết 2024 của cô bác tuổi Đinh Mùi sinh năm 1967. Xem tử vi 12 con giáp theo lịch âm nhận thấy, vận trình tử vi Tết 2024 âm lịch của con giáp tuổi Đinh Mùi nhìn chung khá hanh thông. Không có biến động nào đáng lo ngại, tâm trạng, cảm xúc của bản mệnh trong dịp đầu xuân năm mới thoải mái hơn hẳn, làm việc cũng năng suất hơn. Nguyệt lệnh lâm quan đới phù trợ rất lớn cho đường công danh sự nghiệp của những chú dê, con giáp này tự tin và tập trung làm việc, sự nghiệp có thu hoạch đáng kể, thậm chí nếu làm tốt còn có điềm báo về quyền lực, thăng chức tăng thưởng là điều hoàn toàn trong tầm tay.
Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu bại không nản. Trong các mối quan hệ xã giao nên giữ sự điềm tĩnh, hạn chế những lời mang tính công kích quá thẳng thừng để tránh họa tiểu nhân. Tài vận trong thời điểm Tết này cũng ở mức khả quan, nhờ có nhiều cát tinh tử vi cao chiếu, người kinh doanh, buôn bán, có một tháng tất bật với nhiều đơn hàng, hợp đồng dù ở quy mô lớn hay nhỏ, doanh thu tháng có thể vượt định mức, có làm ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều, thời điểm có cơ hội đầu tư sinh lời lớn, bạn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Trái ngược với những may mắn trong công việc và tài lộc, chuyện tình cảm trong tháng của những chú dê lại không được suôn sẻ cho lắm, lứa đôi phát sinh không ít hiểu nhầm, mâu thuẫn, chiến tranh lạnh liên miên, lúc này bạn cần lý trí hơn, đừng để cảm xúc chi phối hành động kẻo tự tay phá vỡ hạnh phúc của mình. Tình hình sức khỏe ổn định, không phát sinh bệnh tật nguy hiểm, tuy nhiên, cơ thể có dấu hiệu trì trệ, uể oải sau thời gian nghỉ lễ kéo dài, có thể ảnh hưởng tới năng lực tập trung trong công việc, do đó, bạn cần vận động, rèn luyện thể chất nhiều hơn. Xét phương diện sự nghiệp tuổi Đinh Mùi 1967, Tết 2024 âm lịch. Xét tử vi sự nghiệp Tết 2024 âm lịch của người tuổi Đinh Mùi nhận thấy, tâm trạng, cảm xúc của bản mệnh trong thời điểm đầu xuân năm mới thoải mái hơn hẳn. Đây chính là chìa khóa để vận trình công danh của con giáp này suôn sẻ hơn rất nhiều, khi hiệu suất làm việc của bạn nâng cao khá rõ. Nguyệt lệnh lâm quan đới, lại thêm chính ấn chỉ lối soi đường, cả hai cát tinh này phù trợ rất lớn cho công việc của những chú dê. Bản mệnh còn dễ dàng tìm được người hợp tác làm ăn phù hợp, kế hoạch mới tiến hành càng ngày càng suôn sẻ, cấp trên ngày càng tin tưởng vào năng lực của bạn và tạo điều kiện tối đa để bạn có thể phát huy trọn vẹn chuyên môn, khả năng cao bạn sẽ được giao trọng trách, nắm quyền hành thực thụ trong tay. Có thể thấy, cứ mỗi khi con giáp này tự tin và tập trung làm việc thì sự nghiệp chắc chắn có thu hoạch đáng kể, thậm chí bạn còn có điềm báo về quyền lực, thăng chức tăng thưởng trong tháng này là điều hoàn toàn trong tầm tay. Tuy nhiên, bạn cũng cần lưu ý giữ thái độ khiêm tốn, thắng không kiêu bại không nản. Trong các mối quan hệ xã giao nên giữ sự điềm tĩnh, hạn chế những lời mang tính công kích quá thẳng thừng để tránh họa tiểu nhân. Cũng trong thời điểm Tết 2024 âm lịch này, nhờ được nhiều cát tinh soi chiếu, tham vọng của tuổi Đinh Mùi lớn dần và bạn muốn biến chúng thành hành động lập tức. Đó là lý do tháng này bản mệnh có xu hướng mạo hiểm hơn, chọn đương đầu với thử thách để từ đó tìm ra cơ hội thành công lớn hơn. Đừng quá lo lắng về con đường mình đang đi, hãy cứ tin tưởng vào bản thân cũng như sự nâng đỡ của các thần, bạn đang đi đúng hướng rồi đấy. Các mối quan hệ xã giao cũng ngày càng được củng cố chắc chắn, tuổi Đinh Mùi có thể tận dụng cơ hội lần này để mở rộng cơ hội thăng tiến cho mình, bản mệnh vốn là người hòa đồng, khéo léo, không ngần ngại giúp đỡ mọi người xung quanh khi có thể, sự nhiệt tình khiến bạn được nhiều người yêu mến, đồng nghiệp sẵn lòng giúp đỡ lại bạn khi cần thiết. Tuy nhiên, trong năm này phần lớn cô bác tuổi Đinh Mùi đã nghỉ hưu, số ít vẫn lao động nhưng chỉ là những công việc nhẹ nhàng, tâm thế của mệnh chủ không còn gánh nặng kinh tế, nên việc làm thêm cũng thoải mái, thư thả. Đây là thời điểm mệnh chủ có thể nhìn lại sự nghiệp của bản thân và tự hào về thành tích đã đạt được. Đối với những người đang giữ các vị trí lãnh đạo thì vẫn sẽ nắm được những cơ hội tốt, là người giỏi thu phục nhân tâm, có bề dày kinh nghiệm lớn lao, dù gặp khó khăn gì mệnh chủ Đinh Mùi đều có thể giải quyết ổn thỏa, sự nghiệp vinh hiển khi về già. Theo phi tinh tháng, sao lục bạch chủ chức vụ xuất hiện ở hướng Tây Bắc, đây là hướng vượng nhân khí, cát khí. Tại đây bản mệnh có thể đặt biểu tượng thuyền buồm phong thủy để thúc vượng cát khí, giúp công việc thuận buồm xuôi gió. Xét về phương diện tài lộc tuổi Đinh Mùi 1967, Tết 2024 âm lịch. Theo tử vi 12 con giáp chỉ ra rằng, tình hình tài lộc của tuổi Đinh Mùi trong thời điểm đầu xuân năm mới đón nhận không ít tin vui. Sao tử vi nâng đỡ mang tới những cơ hội kiếm tiền, làm nên thuận lợi cho con giáp này. Do đó, người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán sẽ cảm nhận rõ vận may tài lộc mỉm cười với mình. Bạn có một tháng tất bật với nhiều đơn hàng, hợp đồng dù ở quy mô lớn hay nhỏ, doanh thu tháng có thể vượt định mức, có làm ắt có ăn, không phải lo nghĩ quá nhiều, thời điểm có cơ hội đầu tư sinh lời lớn, bạn nên mạnh dạn tiến hành để tăng thu nhập. Với người làm công ăn lương, công việc suôn sẻ giúp chính tài khởi vượng, nguồn thu trong tháng khá dồi dào. Bản mệnh có thể không có nhiều tiền bạc đến từ những trò may rủi bất ngờ, nhưng hoàn toàn sống no đủ bằng thu nhập từ công việc chính. Trong năm Giáp Thìn, tình hình tài chính của cô bác tuổi Đinh Mùi 1967 đã có nền tảng vững vàng. Bản mệnh biết gia tăng thu nhập lên đến đỉnh cao từ thời trẻ, nên ở độ tuổi 58 hiện tại đã có những khoản quỹ dự phòng cho tương lai. Năm này, mệnh chủ nên chú ý minh bạch, suy xét kỹ lưỡng trong việc đầu tư tiền bạc trong giai đoạn nền kinh tế khó khăn chung.
cô bác Đinh Mùi nên hạn chế cho vay mượn, nếu có cần soạn biên bản giấy tờ cẩn thận để tránh việc nhầm lẫn. Theo phong thủy phi tinh, sao bát bạch chủ tài lộc nhập phương Đông Bắc, ở phương vị này trong nhà có thể đặt thêm những vật phẩm phong thủy cầu tài để tài lộc thêm vượng. Xét phương diện tình duyên tuổi Đinh Mùi 1967, Tết 2024 âm lịch. Về phần gia đạo, năm 2024 cô bác tuổi Đinh Mùi được hưởng yên bình, êm ấm và hạnh phúc. Con cháu trong khoảng thời gian này đa số đã có công danh tốt, tình hình kinh tế khá giả, khiến mệnh chủ được yên tâm. Bởi vậy, mệnh chủ không nên làm việc quá lao lực mà cần dành nhiều thời gian hơn cho gia đình, nghỉ ngơi thư giãn bên con cháu. Mặt khác, mệnh chủ nên động viên con cháu về quay quần bên gia đình dịp lễ, nhắc nhở thế hệ sau tiếp nối và phát triển truyền thống phúc đức của gia đình. Cổ nhân nói rằng, tri túc thường lạc, biết đủ mới là người hạnh phúc. Cô bác tuổi Đinh Mùi biết tự hài lòng thì sẽ luôn được sống vui vẻ. Mặt khác, mệnh chủ nên làm việc thiện, nuôi dưỡng truyền thống tốt đẹp cho con cháu để tích lũy phúc đức cho gia đình. Xét phương diện sức khỏe tuổi Đinh Mùi 1967, Tết 2024 âm lịch. Ở độ tuổi này, sức khỏe là điều quan trọng nhất cần ưu tiên, hãy giữ quan hệ tốt với những người đáng tin cậy, cô bác tuổi Đinh Mùi sẽ có cảm xúc tích cực hơn, đồng thời nhận biết và bỏ qua những năng lượng lo lắng bên trong, hướng đến cuộc sống hạnh phúc giàu có và khỏe mạnh về thể chất lẫn tinh thần. Năm 2024 Giáp Thìn, chủ mệnh hãy áp dụng một chế độ ăn lành mạnh, tập thể dục nhẹ nhàng thường xuyên như đi bộ, đạp xe, thiền định, thăm khám sức khỏe định kỳ để giải quyết các vấn đề bệnh tật. Ngoài ra, mệnh chủ nên ăn chay để giữ cơ thể khỏe mạnh, cân đối và tỉnh táo. Quý vị thân mến, để năm 2024 âm lịch hanh thông thuận lợi, thì ngay sau đây Minh Đường Tử Vi sẽ chia sẻ cách kích hoạt các tính của sao tốt và cách giải hạn trong năm để cô bác Đinh Mùi có một năm mới bình an, may mắn. Cách hóa giải sao hạn trong năm 2024, hạn chế dùng đồ trắng, vì sao Thái Bạch thuộc hành kim nên trong năm đương số tránh mặc hay dùng những đồ màu trắng là tốt nhất. Màu sắc nên thường xuyên sử dụng hoặc tiếp xúc gồm đen hoặc xanh dương. Đồ phong thủy, có thể dùng những đồ trang sức phong thủy hay vật phẩm phong thủy làm bằng đá thạch anh đen, thạch anh tóc đen, sapphire sẽ giúp mệnh chủ hóa sát cầu an. Việc dùng người nên thận trọng, chớ tin người thái quá kẻo bị lợi dụng hoặc lừa gạt khiến tiền mất tật mang. Tích cực làm việc thiện, có quan niệm cho rằng nếu không muốn bị quét sạch của nhà, mệnh chủ nên lấy tiền của đi quyên góp, giúp đỡ người nghèo khổ là làm việc tốt, thường xuyên phóng sinh, dần dà tai ương sẽ tan biến. Cách giải hạn trong năm 2024 âm lịch. Khi đi ra ngoài, mỗi khi đi ra ngoài tốt nhất không nên mang theo quá nhiều trang sức, tiền bạc trong người, chỉ cần mang vừa đủ chi tiêu tránh tình trạng cướp giật xảy ra. Để đảm bảo không gặp tai bay vạ gió, tai nạn bất ngờ xảy ra, bạn không ra khỏi nhà khi không cần thiết, tránh ra ngoài khi thời tiết nắng mưa bất thường không may bị cảm mạo. Trong làm ăn kinh doanh, tránh hùn hạp, góp vốn với ai, ngược lại, nên tự mình quyết định tiền của bỏ ra, đừng để người hợp tác làm ăn chung cản trở làm mất hết tiền đầu tư ban đầu. Vấn đề đi lại, để tránh các tai nạn bất thình lình xảy ra, gia chủ gặp hạn không nên sử dụng các chất kích thích như rượu, bia, thuốc lá, tránh lưu thông bằng đường thủy, nếu lao động trong môi trường nguy hiểm thì hết sức cẩn thận. Về lối sống, nên sống hướng thiện, tu tâm dưỡng tính, trau dồi đạo đức nhân phẩm. Thường xuyên thắp hương cửa Phật nhằm cầu bình an và may mắn. Quý vị thân mến, đầu năm, người Việt có tục lệ chọn người hợp tuổi đến xông nhà để mang may mắn đến cho cả năm. Người đầu tiên tới chúc Tết gia đình vào thời khắc bước sang năm mới phải có tuổi hợp với chủ nhà, là người sống đức độ, tốt bụng. Tuổi hợp xông nhà cho gia chủ Đinh Mùi gồm những người tuổi Hợi, tuổi Mão, theo tam hợp, Hợi, Mão, Mùi và những người tuổi Ngọ, theo nhị hợp Ngọ, Mùi. Bên cạnh đó, tuổi 1967 mệnh Thủy, hợp với người mệnh Kim, tương sinh, đến xông nhà. Cụ thể năm Giáp Thìn, gia chủ Đinh Mùi hợp với các tuổi xông nhà năm Giáp Thìn 2024 như sau: Tân Hợi 1971, Quý Hợi 1983, Đinh Mão 1987, Canh Ngọ 1990, Kỷ Mão 1999, Nhâm Ngọ 2002. Người đến xông nhà là nam hay nữ đều tốt, là người hợp tuổi, sống tử tế, chân thành sẽ đem đến nhiều may mắn và thịnh vượng cho gia chủ. 2. Xuất hành đầu năm 2024, xuất hành mùng 1 Tết 2024, đi về hướng Đông Nam đón tài thần, hướng Đông Bắc đón hỷ thần. Các khung giờ hoàng đạo tốt cho việc khởi hành, bao gồm giờ Dần
3 đến 5 giờ, giờ Thìn, 7 đến 9 giờ, giờ Tỵ, 9 đến 11 giờ, giờ Thân, 15 đến 17 giờ, giờ Dậu, 17 đến 19 giờ, giờ Hợi, 21 đến 23 giờ. Quý vị thân mến, sau 60 tuổi, cha mẹ tiết kiệm hai thứ này với con cháu sẽ có tuổi già an nhàn, hạnh phúc. 1. Tiền bạc. Là đấng sinh thành, cha mẹ luôn yêu thương và sẵn sàng làm những điều tốt nhất cho con cái, ngay cả khi đã bước sang tuổi xế chiều. Họ vẫn muốn để lại nhiều tiền bạc của cải để thế hệ sau bớt vất vả. Tuy nhiên, có câu dạy con cách câu cá, chứ đừng tặng cá cho con. Việc phụ huynh bỏ ra tiền bạc, công sức chỉ giải quyết được một phần vấn đề, chứ không phải là mấu chốt quyết định hạnh phúc trong cuộc đời của con cháu. Do đó, trong vấn đề này, cha mẹ chỉ nên hỗ trợ chứ không nên thay con cái lo toan vấn đề tài chính. Nhiều người con khi được cha mẹ lo toan cho mọi thứ sẽ hình thành thái độ sống phụ thuộc, không muốn lao động mà trở nên lười biếng, thui chột ý chí phấn đấu, chúng sống trong cảnh đủ đầy. Biết mình có tiền tài đôi khi không ý thức được sự vất vả của cha mẹ, mà nảy sinh thói sống hoang phí, đua đòi, coi thường người yếu thế hơn. Nếu không biết kiểm soát chi tiêu thì rất dễ kéo theo nhiều tai họa. Không những thế, vì quen sống dựa dẫm vào người khác nên khi những đứa con này không còn có bố mẹ che chở, giúp đỡ sẽ khó tự lập và gặp nhiều thất bại khi đối mặt với sự khắc nghiệt của xã hội ngoài kia. Vậy mới thấy, cha mẹ quá nuông chiều bao bọc con cái quá mức cũng không tốt, nhất là ở phương diện tiền bạc. Bên cạnh đó, khi về già, thay vì để lại hết tiền bạc cho con cái, cha mẹ cũng nên tiết kiệm cho riêng mình, chuẩn bị cho mình một khoản tài chính thật vững chắc. Con cái khi lớn lên cũng sẽ có gia đình riêng, có không gian riêng, không thể luôn kề cận bên để chăm sóc. Lúc này, nếu chẳng may bạn đổ bệnh hay gặp chuyện cấp bách thì vẫn có thể tự lo liệu mà không cần đến con cái. Bởi vậy mới nói người già có tài chính sẽ giống như cây cổ thụ luôn trụ vững giữa đời, dù cuộc sống có giông tố ra sao, khoản tiền này vừa giúp chúng ta chẳng phải sống phụ thuộc vào con cháu, vừa khiến chúng ta làm chủ được cuộc sống của mình hơn. Có như vậy, những năm tháng sau này, bạn mới đỡ muộn phiền, âu lo. 2. Nhà cửa. Không chỉ tiền bạc, nhiều bậc cha mẹ thường có suy nghĩ sẽ để lại nhà cửa cho con cái. Tuy nhiên, điều này cũng ẩn chứa rất nhiều rủi ro, cần phải xem xét kỹ càng trước khi đưa ra quyết định. Người ta thường nói, tổ vàng hay tổ bạc không bằng tổ ấm của mình. Dù nó tồi tàn đến đâu, chỉ khi sống trong chính ngôi nhà của mình, bạn mới có thể cảm thấy tự do và thoải mái nhất. Do đó, ở những năm tháng của tuổi già, bạn không nên hào phóng giao cho các con tài sản này quá vội. Bởi có những trường hợp khi cha mẹ còn sống, làm thủ tục tặng nhà cho con xong, bỗng trở thành người đi ở nhờ con cái, nảy sinh rất nhiều điều bất tiện. Bên cạnh đó, việc giao nhà cửa lại cho con cái quá sớm cũng có thể là nguồn cơn khiến không ít trường hợp tình anh em trong nhà tan nát. Vì tranh giành tài sản của cha mẹ để lại, nhiều người con vì lòng tham mà gây ra mâu thuẫn trong gia đình. Họ bị vật chất chi phối rồi quên mất rằng, những tranh chấp như thế không chỉ khiến tình thân bị sức mẻ mà còn khiến thiên hạ chê cười. Nhiều người con khi bị cuốn vào vòng xoáy kim tiền, bị những tài sản hiện hữu cám dỗ rồi quên mất giá trị tình thân. Do đó, nếu cha mẹ có tài sản hay nhà cửa, hãy cân nhắc nên để lo cho bản thân trước, còn lại bao nhiêu thì lập di chúc để lại cho con cháu. Hơn nữa, nếu có gia sản để lại cho thế hệ sau, bạn cũng nên tính toán kỹ lưỡng để tránh việc xảy ra tranh chấp trong nội bộ gia đình. Việc tiết lộ cho con cháu chuyện thừa kế quá sớm sẽ có những việc mà cha mẹ không lường trước được. Tóm lại, thay vì hào phóng cho con những loại tiền bạc, nhà của nêu trên, thứ tốt nhất cha mẹ để lại cho con cái chính là cách giáo dục tốt để chúng có thể tự học cách kiếm sống và cách làm người. Cha mẹ có tầm nhìn xa nên tiết kiệm của cải với con cháu và hào phóng để lại cho các con cái hai loại của cải khác là một trái tim biết ơn và thái độ sống tích cực, lạc quan. Điều này sẽ giúp con cái tích lũy sự thịnh vượng về sau, cũng là giúp bản thân có một tuổi già an nhàn, hạnh phúc. Vâng, quý vị thân mến, trên đây là toàn bộ nội dung chương trình của Minh Đường Tử Vi. Minh Đường Tử Vi hy vọng quý vị có thể chiêm nghiệm được những điều bổ ích nhất để vận trình hanh thông, tiền đồ rộng mở và luôn hạnh phúc bình an và giàu có. Chương trình đến đây là hết. Xin chào và hẹn gặp lại trong các chương trình lần sau.